động bất ngờ của một đực đại cùng trang. Rồi, như vậy là một đực đang tiến về theo hướng xa xăm. Rồi, nhìn gì đây? Như vậy là đang đi vào một một bãi đất trống. À, rồi. Một thanh niên có lẽ là khoảng 25 26 tuổi rồi. Đây, định làm gì đây? Rồi. Ô. Ôi. Ôi trời ơi, đây quần của em nào này? Rồi. Cầm giật cái quần rồi. Ôi trời, lại chơi lúc áo à? À. À. Rồi. Nào, sói tiếp à? Còn không? Hết rồi, hết quần, hết áo rồi. Vâng. Như vậy là thanh niên đi shopping luôn, vào lựa quần áo của một chị em nào đó, rồi mang về rồi. Nói chung là tôi thấy là các bạn phải cẩn thận nha, đặc biệt là chị em. Bây giờ này là có rất nhiều các thành phần biến thái.